Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với lại YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Trong chương trình hôm nay, giới thiệu với các bác tổng hợp 3 cái mẫu ống nhòm. Mỗi mẫu này thì shop đã có clip giới thiệu chi tiết ở trên kênh. Các bác vui lòng truy cập kênh và tìm ra clip đấy để xem nhá. Tìm bằng cách là bấm vào liệt kê danh sách video. Thế còn hình thức mua hàng tất cả những sản phẩm mà shop giới thiệu đây nhá các bác nhá. Hình thức mua rất là đơn giản, các bác alo trực tiếp đến các số điện thoại của shop hoặc nhắn tin. Đấy, bán cho tôi cái mẫu ống nhòm giá trung bình hay mẫu ống nhòm giá đắt, cho họ tên địa chỉ là shop sẽ ship hàng nhé, có nghĩa là gửi hàng ấy theo hình thức là COD. COD có nghĩa là các bác nhận được hàng có quyền bóc ra xem và kiểm tra xong mới phải thanh toán tiền cho người giao hàng. Người giao hàng sẽ thu hộ tiền cho shop, thì cái hình thức thu hộ gọi là hình thức COD các bác nhé. Thì các bác đảm bảo quyền lợi nhất của mình đó là nhận hàng có quyền bóc ra xem và kiểm tra đúng mặt hàng như mình đặt, chất lượng đúng như mình mong muốn thì các bác nhận hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Các bác không phải đặt cọc nhé, lưu ý không cần đặt cọc. Đấy. Mua bán rất là đơn giản, hoàn toàn minh bạch nha các bác nhé. Thế còn về giá thì các bác alo trực tiếp để nhận được cái giá tốt nhất. Hôm nay giới thiệu với các bác ba cái mẫu ống nhòm cơ bản mà hiện giờ shop đang cung cấp, đó là cái mẫu giá rẻ nhất nhá. Nó khoảng 650. Tôi nói khoảng thôi, chính xác là các bác alo đi. Còn cái này nó sẽ đắt hơn 50. Cái mẫu này đắt hơn 50. Còn cái mẫu cuối cùng hàng cao cấp nhất này thì nó sẽ giá là khoảng hơn 1,5 triệu. Các bác theo dõi giúp tôi nhá. Đầu tiên đó là cái mẫu ống nhòm giá rẻ nhất nhá. Còn giá ở đây tôi nói trong cái giá khoảng này các bác nắm được. Cái này nó khoảng 650. Thế còn các bác muốn biết giá chi tiết thì các bác cứ liên hệ alo trực tiếp nhé, có cái giá tốt nhất cho các bác. Đây, cái này là cho các bác thấy được hình dáng của nó như thế nào. Hình dáng của nó như nào đây nhá, tôi giới thiệu sơ thôi. Mỗi một cái thì đã có clip riêng rồi. Đây là cái mẫu ống nhòm rẻ nhất, nó khoảng 650. Đối với ống nhòm này thì thông số của nó là 12x60 Alkenda, hãng Alkenda nhé. Đấy, hãng Alkenda này nó khá là dài đấy, to dài như này. Cái này thì hình ảnh nét có các bác 500-600 mét. Nói chung là đồ phải là đồ chấp nhận, đồ dùng được rồi chứ không phải là hàng quá tệ. Cái này là dùng được ok nhá, mà giá nó là 650. Đấy, 650, khoảng 650 các bác nhé. Các bác cứ liên hệ trực tiếp để cho cái giá chính xác nhất nhé. Đây là cái mẫu thứ nhất. Đây, các bác xem có clip riêng của nó rồi đấy, khá là to đấy nhá. Mẫu thứ hai là cái mẫu hàng hiệu cao cấp hơn, đó là hãng của hãng Bootsy, của cái hiệu Bootsy, hiệu ống nhòm cao cấp nhá, hiệu Bootsy. Thì cái mẫu này nó sẽ đắt hơn cái mẫu kia 50.000 thôi. Đấy, đắt hơn mẫu kia 50.000. Đấy, 50.000 thì nó khoảng 700. Đấy, mẫu này đắt hơn mẫu kia khoảng 50.000 thì nó khoảng 700 các bác nhá. Đấy, cái này ấy, thì nó sẽ lại thông số của nó là 20x50 này, nhưng mà cái hàng này thì nhìn nó sẽ hình ảnh nó sẽ nét hơn, hình ảnh nó sẽ nét hơn này, và nó sẽ nhỏ hơn, gọn hơn. Đây các bác thấy nhá, nó nhỏ hơn, gọn hơn, nhẹ nhàng hơn. Một số các bác đòi hỏi là cần nhỏ gọn nhưng mà hình ảnh lại trong lại đẹp lại nét, và giá tiền thì cũng vừa phải thôi, dễ chấp nhận thôi, 600-700 nghìn thì nó có cái này nha các bác nhá. Đấy, cái này là Bootsy đấy, hàng hiệu Bootsy, hàng hiệu cao cấp nhưng mà giá tiền trung bình. Thế còn cái mẫu thứ ba sẽ là cái mẫu xịn nhất của hiệu Bootsy nhá. Mẫu này thì hàng cao cấp nhất, các bác xem hàng mẫu này rồi thì đảm bảo cực kỳ ưng ý, không phải thắc mắc bất cứ gì hết, tiền nào của đấy thôi các bác nhá. Đấy, tiền nào của đấy. Đấy, cái mẫu này thì nó đắt tiền, mẫu này thì giá của nó sẽ nằm ở cái mức là hơn 1,5 triệu. Đấy, tôi có nói như vậy, các bác muốn chi tiết cụ thể thì các bác alo. Mẫu này là sẽ hơn 1,5 triệu. Đây. Đối với hai cái mẫu hàng trung bình và hàng giá rẻ kia thì khi ngắm, khi nhòm các bác phải chỉnh nét bằng cái ốc lấy nét này nhé. Còn đối với hàng cao cấp này, hàng Bootsy này thì các bác không cần phải chỉnh lấy nét gì hết, các bác chỉ việc đưa lên, đưa lên chỉnh cho cái khoảng cách giữa hai mắt này phù hợp là các bác nhìn là đã cung cấp cho bác cái ảnh cực kỳ nét, cực kỳ đẹp rồi nhé.
có cả thông số đo chiều cao, đo góc chênh. Cái đấy thì anh em chuyên nghiệp nghiên cứu sẽ thấy được nhé, không cần phải chỉnh gì hết. Thế còn cái tọa ni cự độ này thì các bác nghiên cứu rồi tham khảo thêm, cái này tôi không nắm được, cái này cũng không cần phải điều chỉnh, cứ nhòm này thôi là nét rồi nhé. Thì đối với hàng này nó là hàng cao cấp. Thì đây là tổng quan 3 cái mẫu ống nhòm shop đang cung cấp. Cái này thì hơn 1,5 triệu, cái này đảm bảo rất là ưng ý rồi, không phải chê điểm gì nữa rồi nhé. Thế còn hai cái mẫu này thì là mẫu rẻ tiền hơn nhưng dùng cũng đã được rồi, nên các bác lưu ý. Chứ còn các bác đừng có tham rẻ quá mà mua các loại có 400-500 thôi, 400-500 nghìn thôi. Ngày xưa shop có bán đấy nhưng mà nó rất là dở, nhìn không được, hầu như là bỏ đi nhá, rất là dở, lãng phí. Các bác mua một lần nó đắt một chút nhưng các bác dùng được, dùng lâu dài thì nó vẫn là rẻ so với mua cái rẻ mà không dùng được nhé. Còn đối với cái này thì hoàn toàn ưng ý các bác nhé, cực nét luôn. Anh em săn ong thì cực kỳ là thích rồi, cả vài trăm mét vẫn thấy rõ nét, hình ảnh cực đẹp mà cũng nhỏ gọn nha các bác nhé, nhỏ gọn nha các bác. Rồi. Thì đây là điển hình 3 cái mẫu ống nhỏ, các bác lựa chọn mẫu nào thì các bác liên hệ nhá, liên hệ trực tiếp, hàng luôn luôn là ship COD, COD về tận nhà cho các bác. Các bác nhận hàng, bóc hàng ra xem và kiểm tra, xem và kiểm tra đúng cái mẫu ống nhòm như mình đặt và nhìn thử luôn để thấy được chất lượng hình ảnh của mình thì các bác trả tiền cho người giao hàng nhé, không phải đặt cọc đó nha các bác nha. Tôi chỉ lưu ý các bác cái mẫu ống nhòm mà hàng giá trung bình như này, nó có cái đầu chỉnh như này, nó chỉnh vào chỉnh ra này, nó chỉnh vào chỉnh ra để cho cái chụp cao su này nó cách cái ống kính, thì chính là chỉnh cho cái mắt của mình cách ống kính gần hay xa ấy, thì các bác chỉnh để sao cho phù hợp thì được đẹp nhất. Như tôi ngắm bình thường thì tôi cho ra hết cỡ đấy, các bác cho ra hết cỡ các bác xem luôn thì đảm bảo rất là nét nhé. Rồi xin cảm ơn các bác nhá, 3 mẫu ống nhỏ, bác cần mẫu nào liên hệ mẫu đấy nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip sau.